chào các bạn đã đến với kênh Click Gamer. Hôm nay mình sẽ làm video chốt hạ game này. Đến khi nào nhà phát hành có thêm những level mới thì mình chưa biết được, nhưng mà bây giờ sẽ là những màn cuối cùng của game này. Chúng ta bắt đầu từ level 181 đến level 180 mấy nhỉ? 85 hay 86 mình chả nhớ. Chúng ta bắt đầu đi. Level 181 này, gặp thủ. Ôi này, dễ mà. Cho tiền và gấp bán này. Ôi trời ơi, này chắc mẹ 3-4 lần mới được mất. Để chơi càng vậy. À, được. Này, dễ. Còn mẹ chưa gấp được rồi, mẹ cha tôi. Ô, mẹ thế gì mẹ sang năm à? Mẹ chơi căng vậy. Ôi, mẹ tay gì rồi. Tìm xem có gì khác để cho nó qua không? À, có lắm rồi. Ấn được vào này. Kéo này. Đã, mình kéo dọc thử này. Cho thử đồng xu vào này. À, gắp này. Ôi không bị rớt nữa, kéo về luôn này. Đó, làm theo mình sẽ qua. Level 182 nè. Đá bóng, ui, game trùm. Game trùm lắm, đó, đã phát vào luôn. Kể chắc mình đã phát vào luôn. Cái gì đây? Ấn như này. Thế ấn đi chắc thằng 5. Đá thử nào. Mẹ căng nghe. À có cái di chuyển được này. Mình hiểu rồi. Ra đá vào nhá, xong cho lấy tay kéo thật nhanh ra khỏi tay thằng này. Sẽ vào. Đây nhá. Đó kéo ra. Đó sẽ qua luôn. Đó dễ không không. Ra thì mới được 183 nè. Thẳng thắn nhờ. 70. À này. Cái này. Này. Ủa, sao cái này khó đấy. À, nếu xác định lần này ra lần này. Này. À, mình hiểu rồi. Các bạn sẽ trái, phải, trái, trái. Xong rồi phải. Đó. Các bạn làm theo mình như thế. Chứ không phải bạn tính toán đâu. Mình thấy mấy cái đấy mình nhỏ nhỏ mình có thể tính được, nhưng mà đến cái cuối nó dài quá không tính được. Nhưng mình chắc là nó sẽ quy luật là trái phải, trái trái phải. Đó. Tiếp tục với nhau vào 184 nè. Hơi khát, muốn uống chút nước. Lá này. Cái chắc không có mẹo gì khác. Đây, múc nước này. Được. À, mình thử hai ngón tay xem. À, Quỳnh này xoay được này. Hai ngón tay nhá. Cầm lên này. Thôi bạn lấy ngón tay còn lại, bạn xoay cho nó nghiêng này. Chảy vào cốc nước này. À, phải chảy chỗ đấy nhá. Lỗi, kỹ thuật. Ờ. À. Sực lỗi nhỉ. À, dơ cao lên tí. Ôi xưa, lỗi này. Cười ghê ha. Đó. Độ đầy khác là được. 285 nè. Lô xe, ui. Lô xe môn hay đấy. Mình chưa có tô gì. Đừng khó ấy. Cái này đúng nhỉ. Nhưng mà nhìn thấy cái xe đỏ cái kìa, nó vẫn hiện kìa. Khả năng cao bên kia vẫn còn chỗ đỗ. Đi ra lấy đỗ dễ hơn. Đấy, đi ra ngoài màn hình này. Đây, cái này dễ. Đấy, chúng ta chỉ cần phi ở đây đỗ thôi. Dễ, quá dễ không ạ? À, đây sao? Ôi, hiểu hết rồi. Đó,
Game sẽ có những game tiếp theo, mình sẽ làm tiếp về game tiếp theo của series game này nhé. Các bạn đã xem video thấy hay thì like, share, subscribe kênh của mình để đón chờ những video tiếp theo của mình làm về những game khác tương tự như game này nhé. Cảm ơn các bạn.